안녕하세요. Chào các bạn, chúng ta cùng nhau giải bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1 bài số 8 xích các bạn nhé. Bài 1 ở huy mi pyo hyun, từ vựng và cách biểu hiện. Bài 1 xem tranh và viết ra bằng tiếng Hàn như mẫu. Rồi, chúng ta có hình đầu tiên là gì? Menu. Mình thứ hình thứ hai là gì ạ? Đôi đũa là chot kara. Chỗ này chúng ta sẽ đọc đó là chot kara các bạn nhé. Chot kara, muỗng là sut kara. Phiên âm của nó là sut karak. Sut karak. Cái ly là cup. Cup. Ly tách là cup. Nhân viên phục vụ thì là chomopwon. Rồi, bài 2 hãy chọn từ đúng để điền vào chỗ trống. Chúng ta có tarayo, chính là động từ tanta cộng với lại ayo, ha, ngọt. Bewayo chính là betta. Tanta, betta. Cay ha. Soyo chính là sita. Chua. Soyo là đắng. Sita, đắng. Còn cha yo là động từ gốc là cha ta, mặn đúng không? Rồi chúng ta xem câu 1 nào. Ice cream tarayo, kem thì ngọt. Lemon은 시어요, chanh thì chua. Rồi, 소금은 짜요. Gochujang은 매워요. Yakun, thuốc thì sao ạ? Ớt thì cay, còn thuốc thì đắng. Soyo. Yakun soyo. Yakun soyo. Bài số 3, chọn và khoanh tròn từ không cùng nhóm với các từ còn lại. Chúng ta có 4 cái phương án này ha, và chúng ta sẽ có 3 từ tương đương với nhau, nó cùng một cái nhóm câu với nhau, nó cùng về mặt ngữ nghĩa với nhau, nhưng mà sẽ có một từ mà nó không liên quan đến 3 từ còn lại, thì chúng ta sẽ loại cái từ đó ra. Ví dụ như là daengmyeon là mì lạnh, là tên món ăn. Sonim là khách hàng ha. Bibimbap là cơm trộn, là tên món ăn. Doenjangjjigae là canh tương, cũng là tên món ăn. Vậy thì có từ sonim là người đúng không, là khách, thì chúng ta sẽ khoanh tròn và loại bỏ từ sonim. Rồi metta là cay, shita là chua, kuta là to lớn, chata là mặn. Như vậy thì ba cái metta, shita và chata nó thuộc về vị giác ha, rồi về mùi vị vị giác, còn kuta thì nó liên quan đến hình ảnh dáng vẻ nhiều hơn. Bùn, nước, cup, ly, tách, cha là trà, uyu, sữa. Ba cái bùn, cha và uyu thì có thể uống được, nhưng mà cup là ly, là cái đựng ba cái kia. Komuwon, nhân viên công chức. Pyeongwon, bệnh viện. Chomopwon, nhân viên phục vụ. Về sau won, nhân viên công ty. Chúng ta có 3 nghề nghiệp và Pyeongwon là địa điểm, nơi làm việc. Kimchi, món kimchi. Achim, buổi sáng. Chonyeok, buổi tối. Chomsim là buổi trưa. Như vậy chúng ta có 3 từ nói về thời gian trong ngày, mốc thời gian trong ngày. Kimchi thì không liên quan ha. Bài tiếp theo,
chọn câu hỏi để điền vào chỗ trống. Bây giờ chúng ta có 4 câu này với 4 câu trả lời rồi, thì chúng ta xem câu nào phù hợp với câu trả lời có sẵn. Yangmyeon-i Singapore요. Chúng ta có từ gốc của nó là gì? Singapore. Nhà. Món mì lạnh có lạnh à, có bị nhạt có phải không? Chúng ta xem nào. Nó sẽ là câu nào đây? Yangmyeon-i Singapore요. Câu số 4 hả? Để Yangmyeon-i Singapore요. Chúng ta sẽ đưa câu hỏi vào đây. Xin cập ta là bất quy tắc với p up ha, nên là chúng ta sẽ bỏ mất đi cái p up này, bỏ tà đi và thêm u cộng với ơ vô thì biến thành Singapore요 ha. Rồi câu số 2, boka masisseo, cái gì ngon hoặc là cái món gì thì ngon. Rồi chúng ta xem câu 1 này, pipim papi masisseo, món cơm trộn thì ngon, vậy thì nó phù hợp với câu hỏi này đúng không? Boka masisseo. Món gì ngon? Boka thì kiểu như là cái gì thôi, nhưng mà trong bài này thì liên quan đến chủ đề về ẩm thực, món ăn, cho nên là mình sẽ dùng mình sẽ dịch nó là món gì thì ngon ha. Kimchi ka baewayo, kimchi thì cay. Boka baewayo, món gì cay? Chúng ta sẽ đưa vào câu số 2. Boka Mayweather. Câu số 3 chúng ta có câu trả lời anio antarayo, không không ngọt. Bulgogi ka tarayo, món bulgogi thì ngọt cả, ngọt có phải không? Không không ngọt. Bulgogi ka. Vậy là chúng ta đã giải quyết được xong bài bài này rồi ha. Chúng ta sang ngữ pháp đối với get. Nó được gắn sau động từ và thể hiện cái ý chí, cái ý định, cái hoặc là cái suy nghĩ, cái mong muốn hoặc là cái mà ý chí chủ quan của người nói. Người ta nói là chắc chắn sẽ làm cái việc gì đó ha. Tức là người ta nói ra là người ta đã lên kế hoạch hết rồi và người ta sẽ thực hiện cái việc đó. Xem tranh và hoàn thành hội thoại như mẫu. 먹다 ăn 불고기를 먹겠어요. Tôi sẽ ăn món 불고기. Câu 1. 가다 산에. Tôi sẽ đi leo núi. 산에 가겠어요. Câu số 2, suy tà nghỉ ngơi, chipe ở nhà. Tôi sẽ nghỉ ngơi ở nhà, chipe so suy kết soi. Câu số 3, bô tà dân hoa, dân hoa rưỡi bô kết soi. Tôi sẽ xem phim. Câu số 4. 한국어를 공부하겠습니다. 공부하겠어요. Tôi sẽ học tiếng Hàn Quốc. Bài tiếp theo, xem tranh và hoàn thành câu như mẫu. Chúng ta có hai hình, một là cola và cà phê ha. Thì bây giờ người ta đưa ra câu đề nghị. Mu엇을 마시겠습니까? Lúc này get được dành cho người nghe. Lúc này câu hỏi khi chúng ta dùng get được dành cho để dành cho người nghe, tức là hỏi người kia, đề nghị người kia ha. Hỏi người kia, đề nghị người kia là bây giờ là gì? Mu엇을 마시겠습니까? Bạn sẽ uống cái gì đây ha? Bạn sẽ uống gì?
bạn uống cái gì? Họ nói chung là mình dịch hai kiểu đây đều được ha. Rồi, 콜라를 마시겠습니다. Thì lúc này người nghe người ta trả lời rồi, thì người ta trở thành ngôi thứ nhất rồi, thì nó mới mang ý chí chủ quan của người nói. Còn trong câu hỏi mà sử dụng get á, đa phần nó chỉ là mang ý nghĩa là một phỏng đoán, hai là đề nghị, vậy thôi nhỉ. Rồi, câu số 1 chúng ta xem nào. Chúng ta lựa chọn vào cái gì nhỉ? Bibimbap đúng không? Bibimbap. 무엇을 먹겠습니까? Bạn sẽ ăn cái gì đây? 비빔밥을 먹겠습니다. Tôi sẽ ăn món cơm trộn. Rồi, bài số 2 chúng ta có là gì? Một cái quyển nha, từ điển nào. Một cái quyển sách học từ tiếng Hàn. Và cái này là cái gì đấy nhỉ? 혼자 하는 중국어 첫걸음. À, cái này là giống như là sách vỡ lòng cho người mới học tiếng Trung Quốc á. Bạn sẽ học cái gì? Bạn này sẽ học tiếng Hàn thì chúng ta sẽ nói là gì? 한국어를 공부하겠습니다. Câu tiếp theo, 무엇을 타겠습니까? Bạn sẽ đi xe nào đây? Đi cái xe nào đây? Ô tô hay là xe buýt? Và đáp án là xe buýt đúng không? 버스를 타겠습니다. Rồi, cái này là bút chì và bút mực. 무엇을 사겠습니까? Bạn sẽ mua cái gì đây? Tôi sẽ mua một cây bút ha. Pen. Pen을 사겠습니다. Tôi sẽ mua một cây bút. Tiếp theo chúng ta sang ngữ pháp 지 않다. Sử dụng 지 않다 điền vào chỗ trống trong bảng. Chúng ta có động từ cộng với lại 지 않다 có nghĩa phủ định, có nghĩa là không làm gì đó. Nó tương đương với lại an cộng với động từ. Tức là động từ thì sẽ đứng trước 지 않다. Đây chúng ta sẽ thay thế nó bằng là động từ ở đây ha. Còn đối với an thì nó là cộng với lại động từ ở sau nó ha. Hai cái nó tương đương nghĩa nhưng mà cách thể hiện, cách biểu hiện của nó thì khác nhau. Rồi ở đây chúng ta có an 봅니다. Thì chúng ta sẽ nói làm sao? 보지 않습니다. Chúng ta sẽ bỏ an này đi và động từ đưa về nguyên mẫu cộng với 지 않습니다. Tức là 안 봅니다. Thì động từ ở đây chính là 보다 đúng không ạ? 보다. 보다. Thì chính là 보지 않습니다. Rồi, xem không xem, ăn suy nghĩ ta, động từ của nó là gì ạ? Suy ta. Suy chi ăn suy nghĩ ta. Suy chi ăn suy nghĩ ta, không nghỉ ngơi. Ăn isnita, động từ chính gốc của nó là itta, đọc đúng không? Itchi an sinita. Đọc không đọc. Rồi ăn mộc sinita, không ăn. Động từ gốc của nó là mộc ta. Mộc
없이 앉습니다. Rồi, tiếp theo chúng ta có 안 마십니다. Động từ của đó là gì ạ? 마시다. 마시지 않습니다. 안 배웁니다. 배우다. 배우지 않습니다. 운동 안 합니다. Đối với trường hợp của câu số 7, chúng ta sẽ có một danh từ kết hợp với lại ha ta. Thì ở đây an nó sẽ được đặt ở giữa này nhá. An nó sẽ được đặt ở giữa này. Ví dụ như là ở danh từ công bu ha ta. Công bu ha ta ghép lại thì lại thành động từ là học mà. Ôn đông ha ta thì ôn đông để riêng, ha ta để riêng thì nó có nghĩa là danh từ vận động kết hợp với lại làm cái gì là ha ta. Đó thì bây giờ chúng ta để an ở giữa. Còn khi chuyển sang này chúng ta vẫn để nó nguyên di, đó là 운동하다. 운동하지 않습니다. Không bu an ham nhì ta, tôi sẽ bỏ an đi thôi. Không bu ha ta, không bu ha chi an sum ti ta. Được rồi các bạn ha. Rồi các bạn ngó lại một lần nữa cái bài đó đi ha. Chỉ có câu hai câu cuối là các bạn lưu ý một chút thôi ha. Tiếp theo, xem tranh và hoàn thành câu như mẫu. Bạn này làm gì đấy nhở? Có dấu ích ở trên đây. 오늘 학교에 갑니까? Hôm nay bạn có đi học không? 아니요, 가지 않습니다. Không, tôi không đi học. Rồi, chúng ta có dấu ích có nghĩa là sử dụng phủ định nhá. 오늘 친구를 만납니까? 아니요, 친구를 만나지 않습니다. Rồi, câu số 2. Taekwondo를 배웁니까? Bạn có học võ taekwondo không? Không, tôi không học taekwondo. Nó làm sao? 아니요, 태권도를 배우지 않습니다. Rồi, 커피를 마십니까? Bạn có uống cà phê không? 아니요, không, tôi không uống cà phê. 커피를 마시지 않습니다. Bạn có uống cà phê không? 아니요, 커피를 마시지 않습니다. Đi ta, mình ghi lại chữ chỗ này nhé. An sum đi ta. Rồi, chỗ này chữ NH đó nha. Nhưng mình ghi nhanh, thành ra nó nối tùm lum tà la, nó xấu. Rồi, câu số 4. Kim chi rui mọc sum đi ca. Bạn có ăn kim chi không? Không, tôi không ăn kim chi. Nó làm sao? 아니요, 김치를 먹지 않습니다. Chúng ta tiếp tục với ngữ pháp với đưa cái câu là câu mệnh lệnh 으세요. Sử dụng 으세요 để điền vào chỗ trống trong bảng. Rồi chúng ta cùng xem là 으세요 động từ hoặc tính từ. À không,
câu mệnh lệnh thì chỉ có động từ thôi nhỉ. Động từ mà kết thúc bằng nguyên âm chúng ta sẽ đi với lại seyo luôn. Còn động từ mà kết thúc mà có phụ âm thì chúng ta sẽ đi với lại useyo các bạn nhé. Chúng ta xem câu 1 này. Sata mua, hãy mua saseyo. Ota đến, hãy đến oseyo. Câu 3, ita đọc, hãy đọc ikuseyo, có phụ âm chúng ta sẽ kết hợp với useyo, chúng ta sẽ đọc là ikuseyo. Câu 4, patta nhận, hãy nhận patuseyo. Câu 5, anta ngồi, antuseyo, ngồi đi, hãy ngồi đi ha. Ok, chúng ta sang phần số 6. Chuta cho, hãy cho, chuseyo, cho hoặc là đưa đều được ha. Suita là nghỉ ngơi, hãy nghỉ ngơi, suiseyo. Kitarita, kitarita chờ đợi, hãy chờ đợi, kitariseyo. Konbuhata là học, hãy học, konbu ha se yo. Undonghata là vận động, hãy vận động, un tung ha se yo. Bài tiếp theo, xem tranh sử dụng useyo để hoàn thành câu. Chúng ta có mẫu nè. Yoki antuseyo, hãy ngồi ở đây đi, hoặc là mời, mời anh ngồi ở đây đi, mời bạn ngồi đây đi. Rồi, câu 1, gì đây? Itta, đọc. Chekul ilkuseyo, hãy đọc sách đi. Chekul ilku, ilkuseyo, il cứ sẽ yo, chèkul ilkuseyo, menu chuseyo, cho tôi xin cái menu, menu를 주세요. 내일 병원에 오세요. Ngày mai hãy đến bệnh viện. Đây là 병원에 오세요. 여기에서 기다리세요. Hãy đợi ở đây nhé. 여기에서 기다리세요. 기다리세요. Hãy đợi ở đây. Rồi sang phần đọc, chọn câu phù hợp với tình huống sau. Chúng ta có câu số 1. 뭘 드시겠어요? 뭘 드시겠어요? 드시다 chính là cái ngữ của từ 먹다. 먹다 là ăn, còn 먹다 là ăn, còn 드시다 là kiểu như là dùng bữa ha. 드시다 là dùng bữa, 드시다 là cái ngữ của 먹다. Được chưa ạ? 커피를 드시겠어요? Tôi sẽ uống cà phê. Lưu ý chúng ta không dùng cái ngữ cho bản thân mình. Không dùng cái ngữ cho bản thân mình, nên đối với tusita dùng cho bản thân mình là người trả lời, chúng ta không dùng, không đúng với ngữ cảnh. Người Hàn không sử dụng như thế. Coffee han jan juseyo, cho tôi một tách cà phê, một tách cà phê, hãy cho tôi một tách cà phê. Chúng ta sẽ dùng biểu hiện thứ hai nhiều hơn. Chúng ta không biểu hiện như câu này nha, không nha. Boka masisoyo, món gì ngon vậy? Daemyeon-eul mokkeosseoyo, tôi đã ăn món mì lạnh. 냉면이 맛있어요. Món mì lạnh thì ngon. 아침에 신문을 읽어요. Buổi sáng bạn đọc báo à? Hoặc là bạn đọc báo vào buổi sáng à? 네, 읽으세요. Vâng, hãy đọc đi. 아니요, 읽지 않아요. Không, tôi không đọc. 냉면을 좋아해요. Bạn thích món mì lạnh à?
네, 아주 좋아해요. �âng, tôi rất là thích. 아디오, 좋지 않나요? Không, nó không tốt, nó không hay, nó không đẹp. Câu A. 비빔밥이 매워요? 어, 쫌 좀 디까야? 네, 자주 먹어요. Vâng, tôi ăn nó thường xuyên. 아니요, 맵지 않나요? Không, nó không cay. Bài tiếp theo, dùng từ cho sẵn, hoàn thành đoạn hội thoại sau. Chúng ta xem nào. 뭘 드시겠어요? Bạn sẽ dùng gì đây? 비빔밥 하나 하고 콜라 한 병을 주세요. Cho tôi cái này, cho tôi cái kia. Chúng ta sẽ dùng đuôi là chữ 으세요 các bạn nhé. Cho tôi một 비빔밥 và một chai cola. Hana, haku, cola, han biong, biong, chu, se, yo. Được chưa ạ? Bibimbap hana, một là hana đó. Haku có nghĩa là và. Cola han biong, chu se yo. Các bạn ưng thêm ưng ở đây cũng được. Mà không thêm thì nó cũng không thay đổi ý nghĩa đâu nhé. 여기 있습니다. Vâng, của bạn đây. 맛있게 드세요. Câu này là câu lịch sự khi chúng ta mời người ta ăn ha. Mời bạn dùng một cách ngon miệng ha. Hoặc là chúc bạn ngon miệng. Chúc quý khách ngon miệng. Kim chi 주세요. Ví dụ như người ta mang món ra rồi thì mình sẽ nói là cho tôi cả kim chi nữa đi ha. 진기도 주세요 ha. 진기도 김치도 kim chi do hoặc là kim chi chom juseo đi. Câu này người Hàn hay nói hơn. Cho tôi một ít kim chi. Kim chi chom juseo. Cho tôi một ít kim chi. Để chẳng cần mắn kita đi seo. Vâng, hãy chờ một chút. Câu 3, đọc và trả lời câu hỏi. Chúng ta có 3 câu hỏi nè. Bây giờ đọc câu hỏi trước ha. Mình sẽ không đọc đoạn văn. 이 사람은 한국에서 무엇을 합니까? Người này làm gì ở Hàn Quốc vậy? 저는 베트남 사람입니다. Tôi là người Việt Nam. 한국 대학교에서 한국어를 배웁니다. Tôi học tiếng Hàn Quốc ở trường Đại học Hàn Quốc. Vậy là người này học cái gì? 이 사람은 người này 한국에서 무엇? Bỏ cái từ 무엇 đó đi. Thì chúng ta sẽ trả lời 이 사람은 이 사람은 한국에서 한국어를 배웁니다. 되시죠, các bạn? Rồi, 된장찌개는 어떻습니까? Canh 된장 thì như thế nào? 달아요. Canh tương đấy ha, ngọt. 배워요. Cay, sinh cơ và yêu là nhạt. 저는 한국 음식을 좋아합니다. Tôi thích món ăn Hàn Quốc. 비빔밥과 된장찌개를 아주 좋아합니다. Tôi rất thích cơm trộn và canh tương. 된장찌개는 조금 맵습니다. Canh tương thì hơi cay một chút. Đáp án là B. 하지만 맛있습니다. Nhưng mà nó ngon. Rồi câu tiếp theo. 이 사람은 무슨 음식을 안 좋아합니까? Người này không thích cái món ăn nào? 안 좋아합니까? 냉면 mì lạnh, 비빔밥 món cơm trộn. Câu B là sai đó. 된장찌개 là sai luôn ha. Như vậy là chúng ta chưa cần đọc hết, chúng ta đã đánh được câu A là 냉면 rồi ha. Chúng ta đọc tiếp nào. 식당에서 자주 된장찌개를 먹습니다. Tôi thường xuyên ăn món canh tương ở quán ăn. 저는 냉면을 좋아하지 않습니다. Tôi không thích mì lạnh. 냉면은 조금 싱겁습니다. Món mì lạnh thì hơi nhạt một chút ha. Bài số 4, đọc và trả lời câu hỏi. Chúng ta cùng xem các câu hỏi trước ha. 이상민 씨는
아침에 밥을 먹습니까? Chúng ta cùng xem là Y sang min thì phiên âm tiếng Việt nó là gì ạ? Ly sang min các bạn nhé. Ly sang min các bạn nhé. Anh Ly sang min ăn cơm vào buổi sáng có đúng hay không? Chúng ta xem nào. 이상민 씨는 회사원입니다. 안리상민 là nhân viên công ty. 베트남에서 일합니다. Anh ấy làm việc ở Việt Nam. 이상민 씨는 아침에 커피를 한 잔 마십니다. 안리상민 uống một tách cà phê vào buổi sáng. 그리고 회사에 갑니다. Rồi anh ấy đến công ty. Như vậy anh ấy không ăn cơm vào buổi sáng. Chúng ta sẽ nói làm sao? 이상민 씨는 ghi các bạn mình chỉ ghi cái nào thiếu nhé. 이상민 씨는 아침에 밥을 먹지 않습니다. 밥을 먹지 않습니다. 됐어요. 이상민 씨는 아침에 밥을 먹지 않습니다. 가서 하이. 이상민 씨는 어디에서 점심을 먹습니까? 뭐 mỗi từ đi thôi ha. 점심에는 회사 식당에서 베트남 음식을 먹습니다. Vào buổi trưa thì anh ấy ăn món ăn Việt Nam ở quán ăn của công ty hoặc nhà ăn công ty. 이상민 씨는 회사 식당에서 chúng ta chỉ thay mỗi cái từ này. Lưu ý là khi làm bài thi thì ghi cho đầy đủ nhé. 회사 식당 thay mỗi từ đi này. 회사 식당에서 회사 식당에서 이상민 씨는 회사 식당에서 점심을 먹습니다. Lưu ý nha. Lưu ý là hoàn thành câu như vậy. Rồi câu số 3. 이상민 씨는 저녁에 무엇을 먹습니까? Anh 이상민 buổi tối thì ăn cái gì? Câu tiếp theo này. 베트남 음식은 조금 맵습니다. Món ăn Việt Nam hơi cay. 하지만 정말 맛있습니다. Nhưng mà rất ngon. 이상민 씨는 쌀국수를 아주 좋아합니다. Anh Lee Sang Min rất là thích món phở. 저녁에는 집에서 한국 음식을 먹습니다. Và buổi tối anh ấy ăn món ăn Hàn Quốc ở nhà. 밥과 식혜와 반찬을 먹습니다. Anh ấy ăn cơm và canh và phan chan, thức ăn phụ. Isangmin Shinun ăn cái gì? Ăn cái gì vào buổi tối? Thì chúng ta sẽ nói là Isangmin Shinun viết lại này. Chonyeok kè viết lại này. Pap qua chi kè. Chicken, quá, phan chan, bọc xung nì ta. Rồi, vậy là chúng ta hoàn thành bài rồi.